Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay Chủ nhật ngày 24 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đà Nẵng ưu tiên thu hút đầu tư FDI từ Nhật Bản, nhất là trên các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghệ phụ trợ, dịch vụ chất lượng cao. Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017. Trước tình trạng dự án xây dựng bờ kè biển Kim Liên gây nứt nhà dân, lãnh đạo phường Hòa Hiệp Bắc cam kết sẽ hỗ trợ thiệt hại vì sự cố công trình đã gây ra để bà con ổn định cuộc sống. Tiền thế giới, nhiều nước phương Tây đã lên tiếng chỉ trích Iran sau khi nước này tuyên bố phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo mới với tầm bắn 2.000 km. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, gần đây việc thu hút nguồn vốn đầu tư từ Nhật Bản là ưu tiên chiến lược của thành phố, đặc biệt trên các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ chất lượng cao. Tiếp theo, Đà Nẵng thu hút 489 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 3,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 130 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại thành phố với tổng vốn hơn 460 triệu đô la Mỹ. Các dự án đầu tư của Nhật Bản tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ thông tin, xây dựng v.v. Đặc biệt trong 6 tháng, 6 dự án đầu tư vào khu công nghiệp cao Đà Nẵng thì có 2 dự án của nhà đầu tư Nhật Bản. Một trong những lợi thế của doanh nghiệp Nhật Bản là đã thành lập SpaceX, là một trong tức là tổ công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản trực thuộc ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư của thành phố. Theo đó, SpaceX có nhiệm vụ hỗ trợ cho các nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu môi trường, cơ hội đầu tư và hướng dẫn quy trình thủ tục đầu tư tại Đà Nẵng, kết nối với các hiệp hội, các tổ chức và cá nhân của Nhật Bản để triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư và quảng bá hình ảnh của Đà Nẵng đến cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn thành phố, tìm hiểu xu hướng đầu tư và doanh nghiệp đầu tư tiềm năng để đề xuất cơ chế chính sách thu hút đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào thành phố Đà Nẵng một cách hiệu quả nhất. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố thì từ đầu năm đến nay, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nên Đà Nẵng tiếp tục được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn làm điểm đến. Cụ thể, Đà Nẵng đã thu hút 34 dự án đầu tư vào các khu công nghệ với tổng vốn gần 783 tỷ đồng. Ngoài ra, có 73 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp mới với tổng vốn gần 62 triệu đô la Mỹ. Trong đó, đã có thêm một dự án đầu tư vào khu công nghiệp công nghệ cao với số vốn đầu tư là 50 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đầu tư tại đây lên 6 dự án với vốn đầu tư là 144 triệu đô la Mỹ. Hiện nay, Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng khu công nghệ cao để đón đầu thu hút đầu tư trong sự kiện APEC diễn ra vào tháng 11 tới. Ngoài việc chuẩn bị tour du lịch phục vụ đại biểu nhân sự kiện APEC, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết cũng thường xuyên tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử du lịch tới những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch và du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, phối hợp cùng với các câu lạc bộ buồng phòng, hội khách sạn, câu lạc bộ hướng dẫn viên du lịch, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ buồng phòng, nghiệp vụ lễ tân, kỹ năng ứng xử, nụ cười thân thiện, chăm sóc du khách, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết phàn nàn của khách. Ngoài ra, Trung tâm Xúc tiến Du lịch tập trung tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng ứng xử thân thiện, hiệu khách cho toàn bộ đội xích lô du lịch để sẵn sàng phục vụ tuần lễ cấp cao APEC năm 2017. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết, mức giá trung bình từ 25.000 đến 70.000 đồng trên 1 kg nấm giúp cho người dân huyện Hòa Vang có thu nhập tốt từ nghề này. Tuy nhiên thì do chưa nắm rõ quy trình trồng cũng như là chăm sóc trồng nấm tại nhà nên đã nhiều hộ bị thiệt hại 100% do dịch bệnh phải bỏ nghề. Thường trong vụ sản xuất đầu thì do có cán bộ triển khai hướng dẫn, nhà trồng đảm bảo tiêu chuẩn nên tỷ lệ nhiễm bệnh tương đối thấp. Tuy nhiên thì đến vụ sâu, môi trường bắt đầu có nấm mốc, nấm lại có nhiều dinh dưỡng nên khi bị vươn ra ngoài, trong quá trình thu hái thì rất dễ thu hút côn trùng, mầm bệnh. Vì vậy, tỷ lệ mầm bệnh ở vụ thứ 2 và thứ 3 là từ 20 đến 30%.
Trong khi đó thì chỉ cần khoảng 20% diện tích bị bệnh, người dân đã gần như không có lợi nhuận. Trung tâm Công nghệ sinh học khuyến cáo, nếu người trồng không khử trùng đúng cách mà vẫn tiếp tục sản xuất thì tỷ lệ nấm bệnh sẽ tiếp tục tăng cao. Bên cạnh đó, việc khí hậu thời tiết đang diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sinh trưởng cũng như phát triển của nấm. Những xã miền núi huyện Hòa Vang có thể xây dựng và phát triển mô hình gà đồi kiểu mẫu an toàn sinh học, góp phần hình thành và phát triển nghề chăn nuôi gà bền vững tại địa phương. Hội Nông dân huyện Hòa Vang đã chọn 5 hộ tại xã Hòa Phú thực hiện thí điểm mô hình này. Các hộ tham gia mô hình đã tuân thủ đúng quy trình chăn nuôi và tiêm vaccine đầy đủ, kết hợp với đệm lót sinh học, vệ sinh phòng dịch để góp phần giảm thiểu mùi hôi, bảo vệ môi trường cho khu vực chăn nuôi. Kết quả cho thấy tỷ lệ đàn gà sống đạt 93%, trọng lượng gà thịt bình quân 2kg trên một con, gà lấy trứng thì đạt bình quân 1,7kg trên một con, gà chăn nuôi đảm bảo chất lượng an toàn sinh học. Tính bình quân mỗi một hộ dân tham gia mô hình chăn nuôi gà đồi có thu nhập tăng thêm khoảng 7.371.000 đồng trên một tháng, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống người dân ở địa phương. Trong thời gian tới, mô hình nuôi gà đồi kiểu mẫu an toàn sinh học sẽ được nhân rộng cho các hộ nông dân khác trên địa bàn huyện Hòa Vang. Với mục tiêu phát triển mạnh ngành kinh tế biển thành phố, Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển các đội tàu đánh bắt, trong đó phát triển đội tàu 90 CV trở lên đạt khoảng 500 chiếc vào năm 2025 và lên 600 chiếc vào năm 2030. Trong đó, đội tàu dịch vụ hậu cần trên biển đạt khoảng từ 15 đến 25 chiếc. Đặc biệt, 10% số tàu sử dụng vật liệu vỏ thép, composite, gỗ bọc composite, 15% số tàu cá từ 90 CV trở lên bảo quản sản phẩm khai thác tiên tiến như sử dụng thiết bị lạnh, thiết bị làm đá, bảo quản bằng nước biển lạnh tuần hoàn. Đà Nẵng sẽ ổn định số lượng khoảng 150 tàu vỏ gỗ có công suất dưới 20 CV. Tăng cường quản lý đảng viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người đảng viên là nội dung chính tại buổi đối thoại giữa huyện ủy Hòa Vang với 126 đảng viên trẻ trên địa bàn đang làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân vào sáng nay. Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Hòa Vang đã chú trọng công tác phát triển và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, tình trạng vắng sinh hoạt chi bộ ở một số đảng viên trẻ làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân đang có chiều hướng gia tăng. Tại buổi đối thoại, các ý kiến được đưa ra trao đổi đều xoay quanh vấn đề về điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân đã ảnh hưởng nhiều đến thời gian tham gia sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết của các đảng viên. Vì vậy, ngoài nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, huyện ủy Hòa Vang đề nghị cấp ủy cơ sở cần có các biện pháp để quản lý đảng viên đi làm ăn xa chặt chẽ hơn, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện các quy định của điều lệ đảng. Thưa quý vị, như chúng tôi đã phản ánh ở chương trình thời sự trước về công trình thi công gây nứt nhà dân đã khiến cho nhiều hộ dân lo lắng. Về vấn đề này, lãnh đạo địa phương cam kết sẽ hỗ trợ thiệt hại vì sự cố công trình đã gây ra để bà con ổn định cuộc sống. Qua trao đổi với lãnh đạo địa phương được biết, phường và các ban ngành liên quan đã tiến hành khảo sát thực tế từng hộ dân, nắm tình hình hiện trạng nhà nứt để có phương án đền bù thỏa đáng cho bà con. Thì ban đầu thì công trình này cũng đã đánh giá tác động môi trường rồi. Thì sau đó thì quận triển khai mời dân họp, họp triển khai thì đánh giá tác động môi trường thì từ cái cột đáng kè trở lên 50 mét là mình kiểm định, kiểm đếm và quay phim chụp ảnh hết của nhà dân có biên bản kèm theo và quay phim từng hộ gia đình để xác định là nhà của dân là ban đầu. Thì đến khi thi công thì cũng có xảy ra một số cái hộ dân nứt, đặc biệt là một cái nhà kề ở đó thì cũng có nguy cơ. Thì cái việc này thì dân cũng đã họp dân 3 lần rồi. Thì dân cũng đồng ý theo cái quan điểm của quận là hư đến đâu thì đền bù đến đó. Hư bao nhiêu thì theo cái quy định của nhà nước đền bù và hỗ trợ cho nhân dân. Công trình này có tổng chiều dài 1,7 km, được khởi công xây dựng từ năm 2016, với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng. Đây là công trình dân sinh chống sạt lở bờ kè được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao cho Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu làm chủ đầu tư. Đến thời điểm này, nhiều hạng mục công trình vẫn còn dang dở. Việc xây dựng bờ kè đang được các đơn vị tiến hành. Trước đó, địa phương đã tiến hành hỗ trợ cho các hộ dân thuê nhà ở tạm mỗi hộ 1,5 triệu đồng một tháng.
và việc hỗ trợ này hiện vẫn đang được tiến hành. Còn việc đền bù sửa chữa sự cố nứt nhà thì địa phương đã có phương án sau khi công trình này hoàn thiện. Thi công là theo cái cuốn chiếu, mỗi đoạn thi công thì bao nhiêu thời gian, bao nhiêu thì hỗ trợ cho người dân bấy nhiêu. Hiện nay là tổng thể là hỗ trợ là đã được 2 tháng là trên 200 hộ. Còn lại là tháng thứ 3 là có 53 hộ. Phường đang đề xuất với quận để hỗ trợ dứt điểm cho bà con. Như vậy, sự cố nứt nhà ở của bà con do dự án xây dựng bờ kè biển Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc được chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan cam kết đền bù thỏa đáng. Tuy nhiên, việc này được thực hiện khi công trình kết thúc dự kiến vào tháng 11 năm 2017. Tiếp tục chương trình và các tin tức khác. Thưa quý vị, Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố cho biết, đến nay, quận Thanh Khê vẫn là địa phương có số ca bệnh sốt xuất huyết cao nhất toàn thành phố với 935 trường hợp, tăng hơn 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, trung bình mỗi tuần, quận Thanh Khê ghi nhận thêm hơn 20 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết. Các ca bệnh rải đều ở các phường nhưng tập trung nhất vẫn là tại các phường An Khê, Hòa Khê và Thanh Khê Tây. Khoảng 60 ổ dịch nhỏ đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát của ngành y tế, thì người dân vẫn chưa chủ động diệt bọ gậy nên muỗi vẫn sinh sôi, gây bệnh. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và phong trào ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp, sáng nay, quận Cẩm Lệ chọn phường Hòa Thọ Tây làm điểm ra quân dọn vệ sinh môi trường. Tại lễ phát động, đông đảo cán bộ, các hội đoàn thể và nhân dân phường Hòa Thọ Tây được quán triệt tinh thần và ý nghĩa của chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Chiến dịch được phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm, nhằm quy tụ các tổ chức cộng đồng doanh nghiệp, trường học, cá nhân tại các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay có chủ đề quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững, nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại khu vực nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên. Sau lễ phát động, các lực lượng đã ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, cắt cỏ, phát quang bụi rậm dọc hai bên tuyến đường Nguyễn Duy Đỗ. Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành, thì cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, Đà Nẵng sẽ tập trung xử lý các điểm nóng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, các khu vực công cộng, các khu đất trống, bãi biển. Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức khóa đào tạo triển khai đề án giảm thiểu tái chế, tái sử dụng rác thải sinh hoạt. Tại huyện Hòa Vang sẽ tiến hành trồng cây xanh trên 11 tuyến đường kiểu mẫu tại các thôn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời lắp đặt 28 bể giếng thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chai lọ thuốc trừ sâu trên cánh đồng tại Hòa Tiến. Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua tại khuôn viên ký túc xá sinh viên thành phố Đà Nẵng, đường Doãn Uẩn, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đã diễn ra chương trình văn nghệ chào đón tân sinh viên. Thứ bảy năm học 2017-2018, ký túc xá thành phố Đà Nẵng đón nhận khoảng 1.000 em tân sinh viên từ khắp các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là lần thứ 5 chương trình chào đón tân sinh viên được tổ chức tại đây. Thực sự là một hoạt động ý nghĩa thiết thực, giúp các em được có cơ hội được gặp gỡ giao lưu với các bạn và cũng như để hòa nhập vào môi trường sống mới. Với nhiều tiết mục văn nghệ quá đặc sắc và tươi trẻ, không khí sôi động của chương trình đã thu hút hàng trăm sinh viên đến thưởng thức và tham gia giao lưu. Chương trình không chỉ tạo điều kiện cho các bạn tân sinh viên được làm quen với môi trường sống ở ký túc xá, mà còn giúp các bạn cởi mở hơn, gắn kết hơn với bạn bè và cuộc sống mới ở đây. Dịp này, ban tổ chức chương trình đã trao tặng 30 suất học bổng trị giá mỗi suất khoảng 5 triệu đồng cho sinh viên nghèo, khó khăn, có thành tích học tập tiêu biểu trong năm học qua, đồng thời gửi lời động viên khích lệ sinh viên trong năm học mới. Cùng với khoảng 1.000 tân sinh viên mới đến, năm học này, ký túc xá sinh viên thành phố Đà Nẵng sẽ đón nhận khoảng 5.000 sinh viên lưu trú và học tập. Nhằm nâng cao năng lực phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn, sáng nay, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai năm 2017.
Tình huống giả định là cơn bão số 14 có tên là Sao Mai đang đổ bộ vào Biển Đông, gây ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng, có sức tàn phá nặng nề hơn cơn bão San Sen năm 2006. Để ứng phó với bão và dự kiến sẽ xuất hiện lũ sau bão, xã Hòa Tiến triển khai các phương án ứng phó như thường xuyên thông tin về cơn bão, giúp dân chèn chống nhà cửa, cứu nạn cứu hộ, đào hầm trú ẩn, sơ cấp cứu tai nạn trong bão, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, cưỡng chế một số đối tượng không chấp hành lệnh sơ tán, bảo đảm lương thực thực phẩm và an ninh v.v. Trên cơ sở đó, xã tổ chức vận hành cơ chế chỉ huy điều hành tình huống giả định, đồng thời tổ chức thực binh các tình huống nêu trên theo phương châm 4 tại chỗ. Đây là một trong nhiều hoạt động của dự án quản lý rủi ro thiên tai do Ngân hàng Thế giới WB tài trợ nhằm giúp 10 trên 11 xã ở Hòa Vang thành thực các khâu trong công tác chỉ đạo xử lý các tình huống có thể xảy ra trong thiên tai. Thưa quý vị, thời gian qua, nhờ thực hiện tốt quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, cũng như khéo tuyên truyền, vận động, nên quận Liên Chiểu đã giải quyết cơ bản kịp thời các kiến nghị của người dân liên quan đến quy hoạch phát triển đô thị, tạo đồng thuận trong nhân dân. Tuyến đường Nguyễn Chí Hạnh, đã nhiều năm nay, nơi đây luôn chật chội, xuống cấp, lại không có hệ thống thoát nước. Bởi thế, khi chủ trương mở rộng đường theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, gia đình người đàn ông này đã ủng hộ, tiên phong hiến gần 15 mét vuông đất và phá bỏ tường rào. Rộng đường, phố đẹp, nhà nước nhân dân cùng làm, mặc dù không có bị tí, hơi một tí, nhưng mà nhà nước nhân dân cùng làm quá đẹp chứ. Chủ trương ảnh hưởng ngay, mà chính nhà tôi là ngày giải phóng trước. Cũng từ việc chính quyền sát cơ sở, gần dân, nghe dân nói và cho dân hiểu, nên tại tuyến đường Nguyễn Huy Tượng nối dài có chiều dài gần 400 mét này đã được thi công mở rộng. 2.000 mét vuông đó là diện tích đất các hộ dân hai bên đường đã hiến, đồng thời họ phá bỏ tường rào với giá trị ước tính 500 triệu đồng. Tổ chức những nhiều cuộc họp và rồi là nhà mình đó, là người đó là phải có những cái cán bộ cơ sở đi đầu, tức là tổ trưởng rồi cán bộ các ban ngành của trong tổ dân phố đó là người đồng tình đi trước, và sau đó là nhân dân thấy rằng là cán bộ đi trước và nhìn vào nhân cán bộ thì nhân dân tin tưởng cộng đồng làm. Từ năm 2014 đến nay, quận Liên Chiểu đã tổ chức gần 300 cuộc đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân và lãnh đạo các cấp với hàng nghìn lượt cán bộ đảng viên và nhân dân. Trong đó cấp quận có gần 100 hội nghị và cấp phường có gần 200 hội nghị. Không chỉ có thế, lãnh đạo các cấp cũng trực tiếp đến từng hộ dân để lắng nghe, trao đổi, và thành công lớn nhất mang lại là giải quyết những bức xúc của người dân liên quan đến giải tỏa đền bù. Về cái kinh nghiệm của công tác dân vận thì sau khi các cái dự án các ngành vào cuộc thì ban dân vận quận ủy và khối dân vận các phường và mặt trận các đoàn thể đều vào cuộc, những khó khăn vướng mắc đầu mà chưa được giải quyết kịp thời cho nhân dân thì đều đưa ra trong các hội nghị. Gần 19.000 hộ dân và giải tỏa di dời, nhưng hầu hết các hộ dân đều đồng tình ủng hộ chủ trương của quận và thành phố. Đặc biệt đối với các công trình lớn như cầu vượt Ngã Ba Huế, trục 1 Tây Bắc, quận đã vận động gần 800 hộ dân đồng thuận chủ trương. Theo chủ trương, nhà nước và nhân dân cùng làm, các tuyến đường Phạm Như Sương, Tô Hiệu, Nguyễn Như Hạnh, Nam Cao cũng đã khoác lên mình màu áo mới đẹp hơn, khang trang hơn. Sau đây mời quý vị và các bạn điểm lại những sự kiện tin tức Đà Nẵng nổi bật diễn ra trong tuần. Trong tuần, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để đánh giá tình hình thực hiện kết luận 80 của Ban Bí thư từ đầu năm đến nay. Hiện Đà Nẵng có hơn 21.000 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước với 227 tổ chức đảng và hơn 5.100 đảng viên. Trong đó, từ đầu năm đến nay, qua thực hiện kết luận 80, đã thành lập mới 107 tổ chức đảng, phát triển 69 đảng viên mới. Nổi bật trong tuần là buổi nói chuyện của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ với đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố và các địa phương, sở ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và các công việc cần tập trung từ nay đến cuối năm.
Theo đó, Chủ tịch thành phố nhấn mạnh đến vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đề nghị đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các địa phương, ban ngành cần phải nỗ lực, trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ quy trách nhiệm cụ thể, xử lý nghiêm. Chủ tịch thành phố cũng đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức thành phố cần tăng cường sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ. Trước mắt cần tập trung toàn lực công tác chuẩn bị cho sự kiện tuần lễ cấp cao APEC, không để xảy ra bất kỳ một sai sót nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình thành phố Bốn An, rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2017 để sớm xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu năm 2018. Đáng chú ý trong tuần là cuộc họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng với Thường trực Hội đồng Nhân dân các quận, huyện và các ngành liên quan nhằm chuẩn bị nội dung chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri trước kỳ họp thường kỳ cuối năm 2017. Dự kiến chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri sẽ được tiến hành vào trung tuần tháng 11. Nội dung tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư và thông báo kết luận 41 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Đoàn Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia do giáo sư tiến sĩ khoa học Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu, đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích thành điện hải và bảo vật quốc gia tại thành phố. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ về thành điện hải thông qua góp ý của Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt. Năm 2018, Bộ sẽ bố trí vốn ngân sách trung ương 10 tỷ đồng để đầu tư dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành điện hải. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Vùng 3 Hải quân tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý, với nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ. Sau khi kết thúc, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ trao tặng các tư liệu này cho Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ và người dân về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tàu hải quân Hàn Quốc Rokkan Gunchan DDH-979 và Hwachon AOE-59 cùng 633 sĩ quan thủy thủ của Hải quân Hàn Quốc đã cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng với nhiều hoạt động như chào xã giao lãnh đạo thành phố, giao lưu thể thao văn hóa với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thăm và giao lưu tặng dụng cụ học tập cho các em tại trung tâm từ thiện thành phố. Cũng trong tuần, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo phát động chiến dịch Nụ cười Đà Nẵng. Chiến dịch nhằm xây dựng và hình thành thói quen, hành vi ứng xử văn minh, thái độ lịch sự thân thiện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, làm việc trong ngành du lịch và các ngành liên quan, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp đến các đại biểu tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2017 và du khách khi đến với thành phố Đà Nẵng. Trong tuần, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng tổ chức buổi tham quan Trung tâm Báo chí Quốc tế phục vụ APEC cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương nhằm kịp thời truyền thông cho sự kiện. Dự kiến Trung tâm Báo chí phục vụ công tác truyền thông cho tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ chính thức hoạt động kể từ ngày 3 tháng 11 tới. Vừa rồi là những sự kiện tin tức Đà Nẵng đáng chú ý trong tuần. Bây giờ là phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ và Triều Tiên tiếp tục có những phát ngôn và động thái căng thẳng kể từ sau bài phát biểu gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngày hôm qua cũng phát biểu trước Đại hội đồng, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Jong-ho đã cảnh báo nước này sẽ phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Mỹ để đáp trả chính sách thù địch của Washington. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ điều các máy bay ném bom chiến lược đến tuần tra gần bờ biển Triều Tiên. Tuyên bố của ông Ri Jong-ho được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các máy bay ném bom B-1B Laser của Không quân Mỹ được các máy bay kim tích hộ tống bay vào không phận quốc tế trên vùng biển phía đông của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định khu vực này là nơi xa nhất về phía bắc của khu vực phi quân sự DMZ, mà một máy bay chiến đấu hoặc máy bay ném bom của Mỹ từng bay ngoài khơi bờ biển Triều Tiên trong thế kỷ 21, cho thấy sự nghiêm túc của Washington trong cách nhìn nhận hành xử liều lĩnh của Triều Tiên. Nhiều nước phương Tây đã lên tiếng chỉ trích Iran sau khi nước này tuyên bố phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo mới với tầm bắn là 2.000 km. Động thái diễn ra trong bối cảnh số phận của thỏa thuận hạt nhân mà Iran đạt được với các cường quốc đang trở nên mong manh do những cảnh báo rút khỏi thỏa thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Twitter mới đây, Tổng thống Trump cho rằng vụ thử tên lửa này của Iran thể hiện nhược điểm của thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà các cường quốc thế giới đã ký với Tehran hồi năm 2015. Ông Trump cũng cho rằng có sự liên kết giữa vụ thử tên lửa này của Tehran và các động thái gần đây của Bình Nhưỡng. Dự kiến ngày 15 tháng 10 tới, ông Trump sẽ báo cáo Quốc hội Mỹ về việc Iran có tuân thủ thỏa thuận hạt nhân hay không, cũng như xác định thỏa thuận này có phù hợp với lợi ích an ninh của Mỹ nữa hay không. Anh, Pháp cùng ngày bày tỏ quan ngại sâu sắc các đối tác, đặc biệt là ở châu Âu, xem xét những biện pháp đối với Iran để nước này chấm dứt các hoạt động đàn đạo gây bất ổn. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Israel cáo buộc vụ thử tên lửa tầm trung của Iran là hành động khiêu khích Mỹ và đồng minh, trong đó có Israel. Thưa quý vị, các nhà khoa học thuộc Đơn vị Nghiên cứu Y học nhiệt đới Oxford tại Thái Lan đã cảnh báo về tình trạng lan rộng của siêu ký sinh trùng kháng thuốc chống sốt rét ở các nước Đông Nam Á. Các chuyên gia phát hiện siêu ký sinh trùng kháng thuốc sốt rét trên có nguồn gốc từ Campuchia và từ đó đã lây lan khắp Thái Lan, Lào và Việt Nam. Đăng trên chuyên trang Relancer Infectious Diseases, nhóm nghiên cứu này cho biết ký sinh trùng gây sốt rét ở Đông Nam Á có thể vô hiệu hóa các phương thuốc điều trị bệnh sốt xuất huyết tốt nhất hiện nay bằng Artemisinin và Piperaquine. Số ca điều trị bệnh sốt xuất huyết thất bại cũng đang ngày càng gia tăng tại các nước ở tiểu vùng sông Mekong. Giới chuyên gia kêu gọi chính phủ các nước nhanh chóng đưa ra những biện pháp phòng chống hiệu quả. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.